và mong là tất cả quý vị và các bạn hãy cùng chia sẻ với tâm sự của cô gái gốc Phạm Thanh Thảo, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Xin được mời quý vị các bạn cùng nghe ca khúc Chữ Hiếu, Chữ Tình. Mời tất cả quý vị các bạn cùng nghe. Lòng em mai có thâu, anh đừng nên trách em làm gì. Thật tình nào em đâu muốn để cho anh khổ đau vì em. Đời em đôi vai còn nặng gánh, gia đình làm sao em vui hạnh phúc cho riêng mình em. Có lòng em như tờ giấy, em chẳng biết tính sao cho vừa. Vì vậy làm con chữ hiếu chả chưa xong, biết phải làm sao. Giờ em theo anh thì có lỗi với gia đình mà chia tay nhau, em cũng không sao đành lòng. Dù yêu anh nhưng em biết phải làm sao, thật khó cho em giữa bên yêu bên tình. Mẹ cha em dạy nắng dầm mưa, em đau lòng lắm anh có biết không. Đành thôi chia tay quê em đi người ơi, xin hiểu cho em bởi chịu hiểu chưa chọn. Mà em phải ra đi phụ tình anh, lấy người giàu sáng xa xa rời từ đây. Có thấu anh đừng nên trách em làm gì. Thật tình nào em đâu muốn để cho anh khổ đau vì em. Đời em đôi vai còn nặng gánh, gia đình làm sao em vui hạnh phúc cho riêng mình em. Có lòng em như tờ giấy, em chẳng biết tính sao cho vừa. Vì vậy làm con chữ hiếu chả chưa xong, biết phải làm sao. Giờ em theo anh thì có lỗi với gia đình mà chia tay nhau, em cũng không sao đành lòng. Dù yêu anh nhưng em biết phải làm sao, thật khó cho em giữa bên yêu bên tình. Mẹ cha em dạy nắng dầm mưa, em đau lòng lắm anh có biết không. Đành thôi chia tay quên em đi người ơi, xin hiểu cho em bởi chịu hiểu chưa tròn. Mà em phải ra đi phụ tình anh, lấy người giàu sáng ta xa rời từ đây. Dù yêu anh nhưng em biết phải làm sao, thật khó cho em giữa bên yêu bên tình. Mẹ cha em dạy nắng dầm mưa, em đau lòng lắm anh có biết không. Đành thôi chia tay quên em đi người ơi, xin hiểu cho em bởi chịu hiểu chưa chồng. Em phải ra đi phụ tình anh, lấy người giàu sáng ta xa rời từ đây. Em phải ra đi phụ tình anh, lấy người giàu sáng ta xa rời từ đây. Cảm ơn rất nhiều. Nãy hỏi có anh nào mà có tâm trạng với lại ca khúc này không, chắc cái anh lên tặng hoa quá à. Cảm ơn anh, những cành hoa rất là đẹp. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và một ca khúc nữa Phạm Thanh Thảo muốn gửi đến tất cả quý vị, các anh chị, các bạn, và cũng để thay đổi không khí, để lấy thêm khí thế cho các thí sinh của mình tiếp tục cho cuộc thi ngày hôm nay, với một ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bài này thì nghe nhạc em thì cũng hay lắm, nhưng mà Phạm Thanh Thảo muốn đổi sang cái điệu techno cho nó khí thế lên, để các thí sinh của chúng ta chuẩn bị bước tiếp cho cái cuộc thi này. Ca khúc mang tựa đề
vị ngọt đời môi. Mời tất cả quý vị các bạn cùng nghe. Hey! Ở dưới hội trường chúng ta có thể vỗ tay vô các bạn khán giả cho sôi động đúng không ạ? Hey, hey, hey! Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Em đành cười tươi trong đáy mắt anh dư dàng, anh nhìn em một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại quá đêm dài, ôi chim hôn đồng giữa hơi thở để bên ai ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai gần đôi sáng rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu chọc lớn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình anh thôi. Chân thành ở đây có anh nào chân thành không? Trong tình yêu là sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Em đây nhìn từ trong đáy mắt anh dịu dàng, anh nhìn em một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại quá điên dài, ôi chim hôn đồng giữa hơi thở để bên ai ngất đắm say vì một đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi xa rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu chồm lớn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình anh thôi. Cho dù mai vẫn đôi xa rời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu chồm lớn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình anh thôi. Cho dù mai vẫn đôi xa rời, trái tim này chỉ một lời, phải chịu chồm lớn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình anh thôi. Vâng, cảm ơn ca sĩ Thanh Thảo rất là nhiều. Và Phạm Thanh Thảo cũng rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị và các anh chị các bạn đã dành cho Phạm Thanh Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị trong ban giám khảo thì thật là nhiều sức khỏe và vững tay mực hơn nữa, vì quý vị là những người cầm cân nảy mực, bút ra là gà chết. Phải hết sức bình tĩnh nữa mà chấm điểm. Còn các thí sinh còn lại thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn. Vì cũng đã rút được nhiều kinh nghiệm từ những thí sinh đi trước. Một lần nữa chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và hy vọng sẽ được gặp lại trong những dịp gần đây nhất. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều và cầu chúc cho chị đạt được nhiều thành công trong con đường nghệ thuật của chị. Một lần nữa.
Mời ca sĩ Thanh Thảo quý vị.